hết sức cẩn thận. Chỉ đất một lô nhưng khi công chứng thì lại nhầm sang lô khác. Bài học kinh nghiệm cho anh chị mới đi đầu tư, đặc biệt là những anh chị đi đầu tư đất phân lô. Và kể cả những anh chị mà đi đầu tư kinh nghiệm rồi, nếu không cẩn thận thì cũng rất sẽ mắc phải trường hợp nhầm lẫn như thế này. Đây là một trường hợp một anh khách hàng của Duy Tùng có đầu tư một lô đất trong khu phân lô. Và trong khu phân lô này thì có tách ra nhiều lô giống nhau với diện tích như nhau. Và khi chủ đất chỉ bán thì là một lô, còn đúng lúc công chứng thì lại là xa lô khác. Hai lô này đều có diện tích như nhau. Trường hợp mà nhầm lẫn ở đây là do chủ đất nhầm lẫn vô tình chứ không cố ý. Bởi vì là chủ đất cũng không biết là mình mua nhầm ngay từ khi mình mua vào, cứ công chứng và sang tên bình thường thôi. Nhưng đến khi mà chủ đất bán và kiểm tra lại hồ sơ tổng thì mới biết là mình đã mua nhầm lô đất và công chứng nhầm lô đất. Và bài học rút ra ở đây là khi đầu tư đất phân lô có những lô giống nhau như vậy, anh chị khi mua và xem đất phải so sánh và đối chiếu cái sổ mình định mua với sơ đồ phân lô tổng. Như vậy sẽ biết được lô mình định mua là lô nào và không bị nhầm lẫn. Chính vì điều đó nên là xảy ra trường hợp là hai người cùng nhận là chủ một lô đất.